Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Hàng hóa Việt, Thương hiệu Việt trên truyền hình HDTV Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, những chiếc iPhone 11 hay 12 dù được giới thiệu từ 2 đến 3 năm trước nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Thậm chí nhiều hệ thống cung cấp di động, mẫu máy này luôn nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất. Sau đợt tăng giá vào tháng 10 do nguyên nhân đến từ việc tỷ giá USD tăng cao, nhu cầu của người dùng lớn hơn so với nguồn cung sẵn có. Giá bán của iPhone 11 và iPhone 12 hiện đã được nhiều đại lý giảm xuống xuống mức thấp nhất kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam. Cụ thể, iPhone 11 bản 64GB đang được chào bán với mức giá 10,6 triệu đồng, giảm 700.000 so với tháng trước. Tại Việt Nam, phiên bản dung lượng 128GB về mức thấp nhất giá 11,86 triệu đồng. Tương tự, iPhone 12 bản 64GB cũng được điều chỉnh giảm xuống 1 triệu đồng còn 15,5 triệu đồng. Đợt giảm này rơi vào thời điểm sức mua của người dùng tăng cao để chuẩn bị cho các dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch sắp tới. Ngoài chuẩn bị nguồn cung hàng hóa đầy đủ, đa dạng, các đại lý bán lẻ cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút người dùng nếu người dân đang có nhu cầu mua những chiếc điện thoại dòng iPhone 11 và iPhone 12 thì đây là thời điểm tốt để khách hàng có thể sở hữu điện thoại với mức giá hấp dẫn. Thưa quý vị, iPhone 15 đang được Apple tung ra những hình ảnh đầu tiên sau khi công bố sản xuất. Những hình ảnh rõ nét của iPhone 15 Ultra cho thấy cái nhìn ban đầu ấn tượng về những thế hệ kế tiếp của Apple. Apple có xu hướng tạo nên một thiết kế mà họ thích và gắn bó với nó trong vài năm. Thiết kế khung viền phẳng trên iPhone đã ra mắt cùng với iPhone 12 kèm theo một số yếu tố được giữ nguyên đến tận bây giờ. Tuy nhiên, sau ba thế hệ, iPhone 15 Series được cho là sẽ mang đến một thay đổi lớn về thiết kế khung viền, cộng sạc USB mới. Tất cả những điều này được thể hiện rõ nét trong loạt ảnh phác họa của Apple Insider về iPhone thế hệ mới. Theo Apple Insider iPhone 15 Ultra, phiên bản cao cấp nhất ra mắt vào năm sau, dự kiến sẽ đổi mới về thiết kế với cạnh dưới được làm cong. Các cạnh trên vẫn phẳng, nhưng phần kết nối với mặt lưng kính sẽ giống với phần bo góc của MacBook Pro. Một nâng cấp đáng chú ý khác là phần khung viền được đồn đại sẽ cấu thành từ Titan. Chất liệu này sẽ làm cho điện thoại nhẹ hơn nhưng cứng hơn về tổng thể. Cạnh cong cũng sẽ bảo vệ tốt hơn khỏi bị rơi. Theo Minh Chi Kuo, iPhone 15 Ultra có thể có ống kính tiềm vọng để thu phóng quang học tốt hơn, bằng cách sử dụng thiết kế ống kính lai, đường khúc xạ của ánh sáng trong thấu kính tele có thể được mở rộng để đạt tới hiệu quả zoom quang học. Điều này giúp dòng iPhone 15 Ultra có khả năng được zoom tốt hơn nhưng không làm thân máy dày lên. Thưa quý vị, vừa qua VinFast công bố sẽ chính thức mở cổng nhận đặt cọc mẫu xe điện VF5 Plus từ ngày 10 tháng 12 năm 2022. Mức giá được VinFast công bố cho mẫu xe này là 458 triệu đồng chưa bao gồm pin, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tiên phong. Theo đó, VF5 Plus sở hữu thiết kế hiện đại, độc đáo, được trang bị các công nghệ và tính năng thông minh vượt trội, khả năng vận hành mạnh mẽ, an toàn. Xe có bảng màu đa dạng gồm 16 lựa chọn màu ngoại thất và 3 lựa chọn màu nội thất, đảm bảo cá nhân hóa lựa chọn theo phong cách, cá tính, sở thích của khách hàng. Tương tự các mẫu ô tô điện VinFast đang bán trên thị trường, VF5 Plus được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến dẫn đầu phân khúc như thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái, định vị, vị vị trí xe từ xa, chuẩn đá lỗi trên xe tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, đề xuất lịch bảo trì, bảo dưỡng tự động. Mẫu ô tô điện cơ A cũng đang được tích hợp các ứng dụng tiện ích thông minh như trợ lý ảo bằng điều khiển giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, cập nhật phần mềm từ xa, lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, điều khiển các thiết bị smart home, vân vân, giúp nâng tầm trải nghiệm và kiến tạo một phong cách sống đẳng cấp. Văn minh hiện đại cho người sở hữu. Về tính an toàn, VinFast VF 5 Plus được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến bậc nhất: cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa. Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2022, khách hàng có thể đặt cọc xe VF 5 Plus tại tất cả hệ thống showroom, đại lý VinFast trên toàn quốc hoặc qua website VinFast với mức đặt cọc cam kết 20 triệu đồng, khách hàng sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng trừ vào giá xe. Được ưu tiên giao xe sớm theo thứ tự đặt cọc, được quyền chuyển nhượng cọc cho người khác nhưng không được hoàn hủy cọc. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi khác dành cho VF5 Plus. Dự kiến những chiếc VinFast VF5 Plus đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 4 năm 2023. thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hàng hóa việt thương hiệu việt ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại